Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin dự báo mưa dông diện rộng và tin mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên. Các bạn thân mến, trong ngày hôm nay ở phía khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ hôm nay có nơi trên 40mm, như là ở Nghĩa Thọ, Quảng Ngãi là 68,4mm, Chư Prông, Gia Lai là 63,6mm, An Xuân, Phú Yên là 46,6mm và Canh Thuận của Bình Định là 46mm. Dự báo trong chiều tối và đêm hôm nay ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An cho đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Sau đây sẽ là tin dự báo sớm về cơn bão số 1. Các bạn thân mến, theo các mô hình dự báo bão xa của các trung tâm dự báo khí tượng trên thế giới cho biết, đến khoảng ngày thứ 2 tuần tới, ở trên khu vực biển phía đông miền nam của Philippines, khả năng cao sẽ hình thành một áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 8,4 độ vĩ bắc, 140 độ kinh đông. Theo dự báo xa, áp thấp nhiệt đới này có xu thế di chuyển theo hướng tây tây bắc đi về phía biển Philippines và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng ngày thứ 3 tuần tới và có vị trí ước tính vào khoảng 8,5 độ vĩ bắc, 138,5 độ kinh đông. Cùng lúc đó, ở trên khu vực biển Tây Nam của Tây Thái Bình Dương, nằm cách cơn bão mà chúng tôi vừa nói tới khoảng 1.000 km về phía Đông Đông Nam, lại tiếp tục hình thành một áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ mạnh lên thành bão ở trong khoảng ngày thứ tư và thứ năm tuần tới. Theo tính toán, hai cơn bão này sẽ mạnh lên rất nhanh và đều có xu hướng di chuyển vào khu vực biển Philippines. Quý vị và các bạn hãy chú ý quan sát kỹ mô hình. Cũng trong khoảng ngày thứ 5 tuần tới, ở trên khu vực phía đông của vùng biển Nam, Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp có vị trí ước tính ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông. Theo dự báo xa, vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày thứ 7 tuần tới và tiếp tục mạnh lên thành bão trong một ngày sau đó. Và có thể đây sẽ là cơn bão số 1. Trong khi đó, hai cơn bão ở trên vùng biển Philippines vẫn đang mạnh lên và vẫn đang có xu hướng đi vào Biển Đông, không loại trừ trường hợp sẽ trở thành cơn bão số 2 và số 3 ngay sau đó. Thời tiết năm nay đang thay đổi rõ rệt, các hình thái thời tiết cực đoan đang tác động đến quá trình hình thành xoáy thuận nhiệt đới và bão. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết và gửi đến quý vị và các bạn sớm nhất trong những bản tin hàng ngày. Vì thời gian còn khá xa và do nhiều yếu tố tác động đến sự hình thành cũng như hướng đi của bão, nên những thông tin dự báo về cơn bão này sẽ còn có thể thay đổi ở những bản tin sau. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực phía Nam có nơi trên 31 độ, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm nay và chiều tối ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm nay và chiều tối ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tiếp theo sẽ là phần dự báo và cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền. Từ nay cho đến ngày 24 tháng 5, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày hôm nay sẽ có mưa vài nơi, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa và mưa rào, dông vài nơi. Riêng khu vực Nghệ An cho đến Quảng Ngãi trong đêm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày mai, khu vực vùng núi phía Tây sẽ có nắng nóng cục bộ, các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Còn nhận định về thời tiết từ đêm ngày mai cho đến ngày 24 tháng 5 như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ khoảng ngày kia cho đến ngày 23 tháng 5 có khả năng sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng. Khu vực phía Đông Bắc Bộ từ ngày mai đến ngày kia đến ngày 23 tháng 5 có khả năng nắng nóng diện rộng. Từ ngày thứ 6 cho đến ngày thứ 7 sẽ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ khoảng ngày mai cho đến ngày 23 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông từ khoảng ngày thứ 5 cho đến ngày 23 tháng 5. Lúc chiều và tối sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, mùa mưa tại tỉnh Đắk Lắk thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm và thường gây lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở. Hiện nay, thời tiết trên địa bàn đang trong giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, thường xảy ra một số loại hình thiên tai như dông, sét, lốc tố. Nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa và đầu mùa mưa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho người dân. Các huyện chỉ đạo kiểm tra rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện của địa phương, lưu ý những khu vực đông người, khu du lịch và cắt tỉa cây xanh trong đô thị. Chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai, củng cố lực lượng xung kích tại cơ sở, sẵn sàng huy động giúp dân khắc phục hậu quả, hướng dẫn bà con các biện pháp trú, tránh, gia cố nhà ở, che chắn bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có văn bản tăng cường quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình liên quan đến đê điều xong trước mùa lũ, bão, phương án đảm bảo an toàn công trình, kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, xây dựng, triển khai phương án hộ đê đối với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện Krông Anna, Krông Park, Lắc và Krông Bông hoàn thành công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công có liên quan đến đê điều, bảo đảm an toàn các cống dưới đê và chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão. Để ứng phó với tình hình thời tiết, thiên tai và dự báo diễn biến phức tạp và khó lường trong mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án ứng phó với từng loại thiên tai điển hình ở các cấp độ rủi ro khác nhau. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Tất cả cán bộ chính quyền địa phương các cấp trực tiếp làm công tác phòng chống thiên tai được tập huấn, nâng cao năng lực trình độ về công tác phòng chống thiên tai. Chính quyền các cấp tuyên truyền phổ biến đến các ngành và nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng chống thiên tai. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nguyễn Hoài Dương, công tác phòng chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, tăng cường vai trò của cộng đồng dân cư, chính quyền cấp cơ sở trong việc tổ chức phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Cùng với đó, tăng cường vai trò của cộng đồng dân cư, chính quyền cấp cơ sở trong việc tổ chức phòng ngừa, ứng phó thiên tai, làm tốt công tác dự báo tình hình thiên tai.
chỉ huy có kinh nghiệm điều hành ứng phó kịp thời, ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp, giảm thiểu thiệt hại. Năm 2022, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 16 vụ thiên tai, làm một người chết, gây thiệt hại về sản xuất và tài sản gần 243 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 4 đợt thiên tai, làm hư hỏng 110 nhà dân, 3 điểm trường và gần 700 hectare cây trồng bị ảnh hưởng. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!